Nokia 6300 4G khi mà nó phát wifi thì mình cầm cái thân máy nó có cái nhiệt độ hơi ấm nha bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp sim cho cái thiết bị Nokia 6300 4G này để trải nghiệm cái tính năng nghe gọi các bạn, cho các bạn xem tính năng nghe gọi cũng như là phát wifi các kiểu luôn. Còn đối với cái phiên bản mà Nokia 6300 phiên bản cổ điển á, thì mình đã lắp sim rồi ha các bạn. Thì đây chúng ta xem lại cái nắp lưng của nó là bằng kim loại nha. Và cái viên pin của nó là BL4C. Lúc nãy mình nói là các bạn, pin này là pin linh kiện nha các bạn. Hiện tại Nokia đã không còn sản xuất nữa, cho nên chúng ta sẽ không có pin riêng đâu nha. Không có pin riêng đâu. Ở đây để mở cái thiết bị Nokia 6300 4G thì các bạn sẽ có cái G ở đây ha. Có cái G ở đây để các bạn mở. Mở ra cũng rất là dễ các bạn. Mở ra rất là dễ ha. Và toàn bộ của nó là nhựa thôi. Theo thông tin là polycarbonate nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái viên pin. Cái viên pin này, viên pin này là cái có cái tên mã là BL4XL nha. Nó khác với cái này nha các bạn. Cái này chỉ có 860 thôi, mình nhớ là 860 mAh, còn này 1500 mAh nha các bạn. Rồi đây chúng ta sẽ có hai sim và cái chuẩn này là cái chuẩn nano sim tương tự như là những chiếc smartphone bây giờ ha. Tại đây chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ sim. Và đây mình có một cái sim 4G nha. Mình sẽ bỏ bên cái sim 1 nha. Các bạn coi theo cái hình của cái chiếc sim nè. Cách bỏ sim thì các bạn sẽ bật cái này về đây nè. Kéo lên. Và chúng ta sẽ bỏ cái sim vào. Và khóa lại. Không biết là có đúng chưa ha. Chắc mình sẽ lắp cái pin vào để mở nguồn lên để xem là chúng ta đã nhận sim hay chưa các bạn. Rồi, sau khi mà mình lắp sim vào thì cái phiên bản Nokia 6300 4G nó có cái logo LTE nè các bạn. Logo LTE 4G nha. Đó. Còn ở trên cái phiên bản mà Nokia 6300 cổ điển nè các bạn nhìn nè. Khi mà các bạn mà ở chế độ màn hình phá nha các bạn. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta xem là ngày giờ nè. Ngày giờ cũng như là có những cái tin nhắn này kia kia nọ, nó sẽ hiển thị luôn. Nó dạng như là cái tính năng mà on way on display hiện tại, mặc dù nó là cái màn hình LCD nha các bạn. Đó. Và cái màn hình của Nokia 6300 cổ điển á, nó sẽ là 2 inch và 16,7 triệu màu và cái độ phân giải là 240x320 nha các bạn. Ngày xưa nó mới ra mắt vào thời điểm 2006 thì nó là một trong những cái điện thoại mà hiếm hoi trang bị cái màn hình 16,7 triệu màu nha. Bây giờ mình sẽ coi cái so sánh cái màn hình luôn. Đó, đây là cái màn hình của Nokia 6300 4G thì nó có cái kích thước lớn hơn là 2,4 inch và cũng cùng chung cái độ phân giải là 240x320 nha các bạn. Đó. Thì theo thông tin từ Thế Giới Động á, thì nó cũng là 16,7 triệu màu. Cái góc nhìn của nó mình thấy là không có bằng được cái Nokia ngày xưa nha. Nokia 6300 ngày xưa. Hiện tại mình đang quay ở cái điều kiện là trời cũng hơi nắng đó, các bạn nhìn thử cái màn hình coi có nhìn rõ hay không ha. Bấm vô cái giao diện bên trong nè, đó, cái giao diện bên trong của 6300, cái giao diện S40 nè các bạn. Khi mà các bạn lướt đi thì nó có cái những cái biểu tượng nó xoay tương tự như là 3D vậy nha. Đó, tương tự như là 3D vậy đó. Còn KOS thì nó đơn giản hơn. Chắc một hồi mình sẽ chép danh bạ vào để mở danh bạ luôn để cho các bạn xem là cái tốc độ truy cập danh bạ. Tại vì trên cái thiết bị mà Nokia chuối năm trước các bạn than phiền về cái tốc độ truy cập danh bạ cũng rất là chậm nha các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời để cái phiên bản Nokia 6300 cổ điển qua và sẽ tập trung vào cái chiếc điện thoại mà Nokia 6300 4G này nha. Các bạn vào cái phần mà bộ lưu trữ nè, các bạn sẽ xem nè, bộ nhớ trong của nó là 4GB nha các bạn và nó còn trống là 2,32GB cũng như là cái hệ thống của nó chiếm 1,7GB cũng rất là nặng luôn. Ở bên đây chúng ta sẽ xem được cái thông tin của nó là pin nè, bao nhiêu phần trăm, 18%.
và có cái chế độ tiết kiệm pin nữa nha các bạn. Chế độ tiết kiệm pin này thì đang tắt ha, các bạn có thể bật lên, tùy chọn được cái cỡ chữ lớn và đó, các bạn bật lên cái cỡ chữ lớn ha, rung khi nhấn phím nè. Phần cấu hình của cái phiên bản mà Nokia 6300 4G thì chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 210 nha các bạn, con chip 210 cũng như là RAM 512. Để mình vào cửa hàng xem là nó có cái gì trong đây ha. Đó. Cửa hàng hiện tại nó có những cái ứng dụng được, ví dụ như là game nè, mạng xã hội thì chúng ta có WhatsApp, Facebook, rồi những cái ứng dụng nói chung là không có nhiều nha các bạn. Trò chơi có mấy cái thôi. Mình thấy cái ứng dụng của nó còn ít hơn cả là Series S40 nữa nha. S40 chúng ta có thể chạy được cái ứng dụng ra rất là nhiều cái ứng dụng khác nhau. Và ngày xưa thì Nokia Series S40 những cái phiên bản cao hơn nó vẫn chạy được WhatsApp nha bạn, nhưng mà hiện tại thì bị chặn rồi. Và mình đang hoạt động ở trên mạng 4G nha. Thôi mình sẽ tạm thời thoát ra để vào cái phần mà phát Wi-Fi thử nha. Để chia sẻ kết nối Wi-Fi ở trên cái Nokia 6300 4G thì các bạn sẽ vào cái phần bánh răng cài đặt này nha. Đó, và các bạn sẽ tìm kiếm, kéo xuống, các bạn kéo xuống, các bạn sẽ chọn là chia sẻ mạng. Đó, chia sẻ mạng nó đang tắt nè các bạn. Các bạn sẽ bật lên, bật ha, bật lên, và cái tên của cái Wi-Fi nó là tên của điện thoại luôn. Đó, 6300 4G, và trên đây nó sẽ, khi mà các bạn bật lên nó sẽ có cái biểu tượng này nha. Đó, về cái phần mật khẩu thì nó sẽ tự đặt luôn Berlin 5954 nha các bạn. Ở trên các smartphone khác các bạn chỉ cần vào cái phần, các bạn chỉ bật Wi-Fi lên ha. Rồi đó, các bạn sẽ chọn cái tên là Nokia 6300 4G để các bạn chọn kết nối ha. Các bạn nhập mật khẩu vô và kết nối. Thì ở đây nè các bạn, cái trạng thái nè, đã kết nối nè, cái tính cường độ tín hiệu là tuyệt vời, tại vì hai cái nó sát nhau mà. Và tốc độ của nó là 72 megabit trên một giây. Và cái tốc độ này á là ở cái tần số là 2.4 nha. Cái thiết bị Nokia 6300 này á, thì nó sẽ phát Wi-Fi ở tần số 2.4 và nó cũng bắt Wi-Fi ở tần số 2.4 nha các bạn. Nếu mà cái cục phát nha các bạn á, là 5G á, thì nó sẽ bắt không được ha các bạn. Đó. Ở đây chúng ta có thể tùy chọn cài đặt là tự động tắt thì không bao giờ tắt ha, hoặc là mình sẽ giới hạn cái thời gian, ví dụ 5 phút, 10 phút, 20 phút gì đó ha. Đó. Ở đây là cái tốc độ bắt Wi-Fi này là tuyệt vời nha các bạn. Nhưng mà cái tốc độ mà các bạn vào mạng khi mà nó phát Wi-Fi này, nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ 4G của cái nhà mạng nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý cái vấn đề này nha. Nokia 6300 4G khi mà nó phát Wi-Fi thì mình cầm cái thang máy nó có cái nhiệt độ hơi ấm nha các bạn. Cái điều tất nhiên thôi, tại nó đang sử dụng 4G. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ danh bạ từ chiếc smartphone này qua chọn tất cả nha. Và sẽ chia sẻ qua Bluetooth. Mình sẽ bật Bluetooth trên cái thiết bị của Nokia 6300 lên nha các bạn. Đó, Bluetooth đang bật rồi nha. Đó, chúng ta đã tìm thấy Nokia 6300 4G ha. Để xem nó nhận danh bạ và nó import vào. Khi đó chúng ta sẽ xem thử cái tốc độ mà chấp nhận. À, rất là lẹ, chuyển danh bạ rất là nhanh luôn. 119 số, rồi mình sẽ nhập nha. Các bạn chỉ cần bắn Bluetooth từ smartphone qua thôi. Đó, nó nhập 119 số. Nó đang nhập nè. Đã nhập 119 số nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái tốc độ mà vào danh bạ của nó mà các bạn phàn nàn cỡ cái hệ điều hành mà KOS này nha. Đó, đó. Nhanh. Mình thấy danh bạ của nó là nhanh. Đây, có một số bạn comment là 500 số thì nó mới gặp cái hiện tượng treo nha các bạn. Và các bạn lưu ý nha, WhatsApp ở trên cái thiết bị Nokia 6300 4G này nó chỉ sử dụng để nhắn tin hoặc là chúng ta sẽ ghi âm gửi thôi nha các bạn, chứ nó không thể nào mà gọi được nha. Ví dụ mình sẽ bấm vào cái biểu tượng gọi nè. Đó, bắt đầu cuộc gọi thoại nha. Đó, nó để là không thực hiện được cuộc gọi này nha các bạn. WhatsApp này á, thì hiện tại chỉ có thể ghi âm gửi thôi, các bạn sẽ nhắn giữ và ghi âm nha. Hóng hớt công nghệ, WhatsApp không thể thực hiện được cuộc gọi. Đó, không biết là tương lai thì nó có cập nhật lên để cho chúng ta gọi được hay không, nhưng mà hiện tại thì không thể gọi được ha. Và mình sẽ test cái khả năng nghe gọi lo trong lo ngoài giữa hai thiết bị này để xem là có sự khác biệt gì không. Rồi bây giờ đầu tiên sẽ là cái thiết bị Nokia 6300 4G nha các bạn. Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím 3.
Để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Để quản lý tài khoản, bấm phím 5. Các bạn bấm cái phím lên này là để tăng âm lượng, tối đa là 5 nha. Khi mà nghe gọi nha các bạn. Và cái phím này là để nhỏ lại. Đó. Còn chọn loa ngoài chúng ta sẽ bấm nút giữa nha. Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được Mình nhận xét thì cái loa ngoài của cái thiết bị này nó rất là lớn luôn. Bây giờ sẽ cho các bạn nghe cái thiết bị Nokia 6300 cổ điển nè. Nói thêm về cái phần nghe gọi này nha các bạn. Ví dụ như ở trên thiết bị Nokia 6300 cổ điển đi, thì trong lúc nó gọi nha các bạn, thì các bạn có thể bấm tùy chọn và bấm ghi âm nha. Đó, một cái tính năng rất là tiện của series S40 nha, tích hợp sẵn luôn. Đó, ở trên cái thiết bị Nokia 6300 4G thì không có tính năng ghi âm cuộc gọi nha các bạn. What the hell? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là khi có cuộc gọi tới thì cái phiên bản 6300 nó sẽ rung như thế nào ha. Mình sẽ gọi ha các bạn. Một cái tiếng chuông huyền thoại được cách điệu lại ha. Để gọi trên cái 6300 cũ này nó hiện tại là mình đang để cái độ sáng là 100% nha các bạn. Mình đã gán cái phím này thành cái phím cài đặt nè. Đó, bấm vào đây là nó sẽ hiện lên cài đặt nha các bạn. Đó, khi bạn muốn cài đặt độ sáng màn hình á, thì các bạn có thể vào đây ha. Các bạn sẽ vào cái phần mà cá nhân hóa hiển thị nè. Hoặc là có một cách nhanh nữa, các bạn sẽ bật lên. Bật lên thì ở đây chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được wifi, mạng dữ liệu di động, bluetooth, chế độ máy bay. Và ở đây độ sáng nè, đó các bạn nè, đó độ sáng là tăng lên từ từ 40%, 70% và 100% ha. Đây là cái phím tắt nhanh. Còn đây là để mở đèn pin nha các bạn. Đó, tính năng đèn pin của nó nè. Để chúng ta đi trong đêm các kiểu đồ cũng rất là tiện ha. Còn xuống thì sẽ là cái gì ha, cái phím 4 chiều này. Khi mà bấm xuống thì không có tác dụng gì nha các bạn. Bấm qua thì là danh bạ nha. Bấm qua là danh bạ. Mình thấy danh bạ thì nó vô nhanh chứ nó không có chậm. Còn qua đây thì chúng ta sẽ truy cập nhanh. Nó thể thể hiện cái dạng hình tròn, những cái mạng xã hội, WhatsApp, Facebook như là Google Assistant. Chúng ta sẽ chọn cái nút mà có cái mũi tên mà quay ngược lại để bắt về nha các bạn. Phím này thì để xem thông báo. Lúc đầu mà khi sử dụng cái thiết bị Nokia 6300 này các bạn, mình hơi rối. Ví dụ như các bạn bấm ở đây nè. Đó, không được ha. Đối với cái phiên bản cũ các bạn chỉ cần bấm thì nó sáng màn hình lên, còn đây là nó không sáng nha bạn. Mà khi mà các bạn bấm, các bạn muốn mở sáng màn hình đó, các bạn bấm ở đây một phát nè, bấm cái dấu sao một phát nè, đó nó mới mở lên. Rồi chúng ta chọn mở nha. Đó, lúc đầu mình tưởng là nó bị treo hay bị gì đâu mà mở không được chứ. Ở đây chúng ta sẽ có trình chuyển đổi nè các bạn. Đó, nó chuyển đổi diện tích, độ dài, tốc độ, nhiệt độ, thể tích, trọng lượng các kiểu nha. Còn đây là cái giao diện máy tính của nó nè. Đó, cái giao diện máy tính của nó. Ví dụ như là 5 nhân 5 bằng 25 ha. Đó. Đây thì chúng ta có trình ghi âm. Cái phần lịch của nó nha các bạn. Phần lịch của nó thì nhìn cũng được, cũng trực quan ha. Nhưng mà không có ngày âm. Để mình xem coi có ngày âm không. Không có ngày âm nha. Lịch của nó chỉ có ngày dương thôi. Nó có cái trình quét QR reader nha các bạn. Còn những cái game này thì không biết là mua hay là tặng luôn ở trong máy ha. Thử coi. Mua hay không? Chỉ là cho chơi thử và mua thôi. Các bạn lưu ý coi chừng bị mất tiền nha. Đó, các bạn thấy nó có cái hiện tượng treo nhẹ khi mà chúng ta vào những cái ứng dụng gì đó không? Hiện tại thì nó đã treo nhẹ rồi đó ha.
Rồi về cái phần FM này thì chúng ta phải cắm tai nghe vào mới nghe được nha các bạn. Cắm tai nghe vào để làm anten á. Nó sẽ tự quét ra tất cả những cái kênh mà nó dò được ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kênh nha các bạn. Những cái ứng dụng mà bản đồ nè, map hoặc là YouTube nè, những cái ứng dụng này chỉ dạng như là nền web thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào YouTube nha. Tìm kiếm. Mình sẽ tìm kiếm video của mình đi. Bàn phím này thì gõ, mình thấy là mình thích cái kiểu bàn phím T9 mà gõ cái kiểu của Nokia 6300 cổ điển hơn. Đó, kênh của mình nha các bạn. Thử xem nó như thế nào ha. Các bạn bấm cái phím 3 để tăng cái âm lượng lên tối đa là 15 nha. Chúng ta đã có một cái chiếc điện thoại 2 sim 2 sóng. Bình châu sống khỏe nha các bạn. Ở đây mình sẽ điểm qua một số thông tin ở cái hộp của nó. Và các bạn bấm số 1 để giảm âm ha. Không có cho phép chúng ta cài đặt cái độ phân giải là bao nhiêu hết. Mình nghĩ là tối đa cũng bằng cái độ phân giải màn hình của nó thôi. Đó, các bạn thấy nó khi mà mình thoát YouTube ra, nó sẽ có một cái độ trễ nha các bạn đó. Một cái độ trễ nhất định. RAM của nó là 512 ha. Và mình thấy nó có một cái độ trễ nhất định ha các bạn. Mình sẽ xuống Google Assistant để thử cho các bạn xem luôn. Nó hiện tại thì không có tiếng Việt ha. Có tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan. Nhưng mà chúng ta rất tiếc là vẫn chưa có tiếng Việt. Chúng ta chỉ có thể nói tiếng Anh thôi. Ok. Nokia Switch 300. Nghe cũng chưa rõ lắm. Mà công nhận này tốc độ mạng 4G của nó thì nhanh thiệt ha các bạn. Đó, vô bản đồ nè. Cho phép tìm kiếm. Đó, bây giờ mới tìm được nha các bạn. Dò. Đó, đó là cái cách hoạt động của Google Maps trên đây nha. Đó, thoát ra các bạn sẽ thấy một cái độ trễ nhẹ nha. Đó, ha, các bạn thấy nó có một cái độ trễ nhẹ không? Về phần camera thì nó sẽ có cái độ phân giải là VGA nha các bạn. Tốc độ chụp rất là nhanh và có hỗ trợ đèn LED. Về phần video á, thì cái phần tùy chọn này á, thì chúng ta chỉ có thể là cài đặt độ phân giải cao, tiêu chuẩn hoặc là yếu thôi, chứ nó không cho phép chúng ta xem chi tiết là cái độ phân giải là bao nhiêu pixel ha. Camera dạng chữa cháy thôi, chứ các bạn đừng kỳ vọng nhiều. Còn ở trên thiết bị mà Nokia 6300 cổ điển này á, thì cái phần camera của nó độ phân giải là 20 pixel. Và chụp thì nó lưu rất là lâu nha các bạn. Tại vì những thiết bị ngày xưa nó lưu ảnh rất là lâu. Đó. Còn về cái... Rồi bộ nhớ đầy luôn. Bộ nhớ trong của thiết bị này nó chỉ có là 7,80 thôi. Đó. Khi mà các bạn chọn qua quay video, độ phân giải nó quay được chỉ là 176x144 thôi. Tức là cái video của nó không thể làm được gì. Nó rất là mờ, rất là thấp luôn nha các bạn. Tất nhiên nó là một cái điện thoại hướng tới cái... Ngày xưa nó hướng tới là cái thời trang. Chứ không phải là... những cái đối tượng mà yêu thích quay phim chụp ảnh các kiểu như bây giờ đâu ha. Đó, cái phần video này chúng ta sẽ quay được cái độ phân giải là 640x480 nha các bạn. Nhưng mà cái định dạng của nó là 3GPP nha, chứ không phải là MP4 nha. Tổng kết lại thì Nokia 6300 4G thì nó sẽ có cấu hình như smartphone nha các bạn. Nó có RAM, có vi xử lý, nhưng mà cái hiệu năng của nó không thực sự ấn tượng, kể cả so với những cái thiết bị mà Android trong cái tầm giá ngang bằng với nó nha các bạn. Ngoài ra thì cái hệ điều hành của nó thì mình thấy là không có đa nhiệm nè. Và ứng dụng của nó thì rất là ít luôn. Hiện tại mình tìm kiếm các cái trình duyệt thay thế cũng không có, hoặc là không có Zalo nha. Và WhatsApp thì chỉ có thể là nhắn tin được chứ không thể gọi điện được nha các bạn. Google Assistant thì hiện tại nó chỉ nhận được tiếng Anh thôi, nó cũng chưa thực dụng lắm tại thị trường Việt Nam này các bạn. Còn nếu mà so sánh về cái thiết kế, về những cái nét hoài cổ và chất liệu với Nokia 6300 Luxit á, thì chúng ta cũng không tìm được cái cảm giác ngày xưa nữa nha các bạn.
thực sự trong tầm giá này, đối với những bạn mà trẻ năng động á, thì mình nghĩ các bạn nên chọn những cái thiết bị Android cùng tầm giá với nó ha. Trừ phi các bạn cực kỳ thích những cái thiết kế mà bàn phím T9 như thế này nha, thì các bạn nên chọn cái thiết bị Nokia 6300 4G này nha các bạn. Nhân mình thì mình nhận xét KOS là một cái hệ điều hành tệ nha các bạn. Nếu mà so sánh với S40 ngày xưa, mình cảm giác có nhiều cái nó hụt hẳn lắm. Ví dụ như những cái tính năng cơ bản như là ghi âm cuộc gọi thì nó cũng không có nè. Và cách nhắn tin trên bàn phím T9 này nó cũng không được ngon như là series S40 ngày xưa nha các bạn. Giao diện sử dụng của KOS thì nó cũng không có thân thiện như S40 ngày xưa. Ngoài ra thì nó có nhiều cái phím phía trên rất là thừa thải luôn. Đôi khi các bạn đã quen với S40, các bạn rất là dễ bấm nhầm. Hiện tại thì đang có cái chương trình khuyến mãi là thứ sáu đen tối á. Thì mình mua cái thiết bị này ở tại FPT. Đó, FPT với cái mức giá là 990.000 ha. Nó giảm 300.000 so với mức giá đề xuất của Nokia là 1.290.000 nha các bạn. Đó, thì nó sẽ rẻ như vậy đó. Nếu mà các bạn nào đang quan tâm thì ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể mua, nó đang rẻ. Qua cái video này, các bạn nghĩ sao về cái phiên bản Nokia 6300 4G này, cũng như là cái phiên bản Nokia 6300 cổ điển, thì các bạn hãy comment phía bên dưới video nha. Và nếu như các bạn còn muốn so sánh gì giữa hai thiết bị này, hay các bạn muốn biết những cái tính năng đặc biệt nào nữa trên hai thiết bị này, thì mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ để lại một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.